Em xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Vườn Lan Hoạt Quỳnh em nhé. Thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 các bác nhé, năm 2021. Nay lên sóng các bác xem một mặt bông cực kỳ đẹp các bác nhé. Mặt bông này phải nói là rất là đỉnh luôn các bác. Em vừa mới mua từ một con kiến rừng nhé các bác nhé. Mua được con kiến rừng sổ ra các bác nhé. Đây các bác nhìn, có thể các bác ngắm mặt bông này. To lắm các bác, nhìn này. Mặt bông rất là to các bác nhé. Rất là to này, các bác nhìn cánh này. Cánh đẹp không? Cánh đẹp, mắt tràn viền này, họng tương đối là sạch các bác nhá, mũi miếc đẹp, nói chung là rất là đẹp, ok các bác ơi. Này, bông này thì em ngắt xuống nha các bác nhá, vì lý do em ngắt xuống bởi vì nó là cả một chùm hoa nên là nếu quay nó sẽ không nổi bật được, nên là tí nữa sẽ cho các bác xem cả cây các bác nhá. Cây này thì là thân hàng thân lá các bác nhá, bộ khủng luôn. Đây là cây mít các bác nhá, lá mít các bác nhá, rất là đẹp đúng không các bác? Các bác nào ưng bông hoa này không? Nó thật sự với các bác, bông này còn đẹp hơn nhiều những bông va khác các bác nhé. Nhưng mà vì là em nó không có chỗ đứng trên thị trường nên đành phải chấp nhận đấy các bạn. Nhưng mà anh em nào chơi sưu tầm những cái bông này thì cũng rất là đẹp này. Bản thân như em này, những cái mặt bông như này thì em vẫn nhân giống ra để trồng các bác nhé. Sau này nếu mà có cơ hội mà ấy thì chia sẻ cho các bác một vài trăm nghìn một chậu to đẹp để các bác chơi ngắm hoa các bác nhé. Thì rất là phê luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ không có giống, chỉ được vài kỳ thôi. Năm nay chỉ được vài kỳ thôi bởi vì em chủ quan, em không làm kỳ nhiều. Nhưng mà khi nó lở ra mặt bông thì rất là đẹp. Đây cho các bác ngắm nhá. Ngắm chậu mẹ nha các bác nhá. Ra đây ánh sáng nó không chuẩn à. Rất là đẹp các bác. Đây, xin mời các bác ngắm thân mẹ này. Thân rất là to này các bác này. Nó to hoa này. Đây, mặt bông rất đẹp nhá. Nếu anh em chúng ta để riêng ra mà anh em nhìn bên ngoài ấy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì thật sự là nó bị hỗn độn nhiều quá, bông nọ đẹp bông kia nên là nhìn nó không được đẹp. Ví dụ như bông này chẳng hạn này, rất là phê này. Đấy các bác thấy không? Rất là phê này. Họng sạch nha các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đây cho các bác xem thân lá. Đây đây là cả một chậu này, được có mấy kỳ được các bạn? Được có 1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ này. 3 kỳ này. 4 cái này, cái này hỏng rồi. Cái này hỏng rồi. Bỏ luôn. 4 cái. 4 cái kỳ thôi. 4 cái kỳ mẹ trên thân này này. Thân này được 5 cái, 6 cái, 7 cái, được chục chiếc các bạn. Được chục chiếc kỳ, nếu mà cố làm được chục chiếc kỳ. Bây giờ sẽ cho các bác xem thân lá nhá. Chủ yếu là khoe mặt hoa cho các bác xem thôi, các bác chiêm ngưỡng thôi. Anh em thì nói chung là cùng chơi lan với nhau thì có những cây nào đẹp thì anh em chúng ta mỗi người xem đăng lên để cho anh em ngắm á. Đây. Mời các bác ngắm này, lá mít này, lá này chưa đạt đâu nha các bác nhá. Lá này chưa đạt đâu. Đây này. Lá mít tròn chưa các bác? Rất là đẹp các bác nhá. Cây mít này rất là đẹp luôn, em rất là ưng ý luôn. Lúc em mua về thì nó chỉ có hai cái cọng này này. Hai cọng này chưa có hoa các bác nhá. Nuôi ấy, bản lá nó rất là đẹp rồi. Mình rất là thích nên là mua về để ngắm hoa. Mua về để chủ yếu là mua về để thân lá thôi, nhưng mà nó lại ra thêm một bông hoa tuyệt vời nữa thì nói chung là chấm hết luôn các bác. Đây. Phải nói là bông hoa này cực kỳ phê luôn các bác. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Lát nữa sẽ mang ra ngoài kia ánh sáng đầy đủ cho các bác ngắm thì nó sẽ thể hiện được luôn. Đây là nụ này các bác này. Rễ này, kỳ này, kỳ em ươm tự nhiên nhé. Rễ rất là đẹp nhưng mà tiến hành lay mai là tách hết cái bọn này xuống để trồng. Chậu thân lá rất là đẹp. Lá mít các bác nhá. Lá mít cực kỳ phê luôn. Đây này các bác nhìn này. Đấy, ra mít này. Mít rất là đẹp. Tuy là bản lá nó không được to hẳn nhưng mà nó rất là tròn trĩnh các bác nhá. Đây. Nhưng nó trồng đạt này. Cây này hứa hẹn với các bác là sang năm sẽ có những bộ mầm gốc cực kỳ đẹp, cực kỳ phê luôn để mời anh em thưởng thức để chơi các bác nhá. Đây là chậu của nó này. Đây, cái trên này thì rất là phê luôn, lá này các bác này tròn chỉnh này, bầu bĩnh này, rất là đẹp các bác nhá. Hàng này mấy anh em đẹp thấy hay thì ok. Đợt này em sẽ nhân giống cây này ra và sau này sẽ ví dụ như bác nào thích thì em sẽ chia sẻ sau các bác nhá. Giá rổ rất là hợp lý thôi. Sau này ấy, đấy là nói sau này nhé. Sau này sẽ bán thành những cái chậu nó to gần như thế này này các bác này. Gần như thế này này. Thì hoặc là như thế này, Ki 51 thì nó sẽ ra được những cái chậu. Đây là ví dụ những cái chậu như này thì nó sẽ rất là đẹp hơn rất là nhiều các bác nhá. Đây em đang treo lên và bây giờ em để tạm đây để quay cho các bác xem. Đó. Rất là ok, lá mít rất là đẹp các bác nhá. Hoa này, hoa cả một chùm luôn, rất là say hoa. Mà hoa nó có mùi rất là thơm các bác nhé. Đây giờ sẽ quay lại cho bác mặt hoa nhé. Mặt hoa để các bác ngắm.
hoa cực kỳ phê. Sự quá là phê luôn các bạn. Anh em ngắm này. Đẹp quá các bạn. Đây em đặt xuống cái nền đen này, nó sẽ nổi hơn này. Rất là đẹp quá anh em. Cảnh đẹp quá các bạn. Đây. Mặt bông rất là đẹp các bạn nhé. Phải nói là quá là đỉnh cao của cái mặt bông này luôn. Một bông hoa của nó là cực kỳ đẹp luôn, đẳng cấp của đẳng cấp luôn. Nói chung là mỗi người có một vẻ đẹp riêng, nhưng mà bản thân em thấy rất là thích các bác nhá. Không để các bạn em là bảo đẳng cấp thì nó không hay cho lắm, nhưng mà nói chung là bông hoa này, bà mặt bông này rất là đẹp. Đấy, bác nào thấy mặt bông này đẹp thì cho em xin một nút đăng ký nhá, để kênh ngày một phát triển nha các bác nhá. Rất đẹp. Và xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau nhá. Chúc các bác ngày mới vui vẻ nhá. Em xin chào tất cả các bác ạ.